Xin chào anh em, chào mừng anh em đến bản tin thường nhật của bên mình. Hôm nay sẽ có một vài thông tin thú vị về Samsung. Như các bạn chưa biết, Samsung có truyền thống tạo ra những chiếc đồng hồ thông minh tốt nhất cho các dòng điện thoại Android. Nhưng với việc Google sắp chiếm một phần thị phần với đồng hồ Pixel của họ, thì Samsung sẽ cần phải tập trung cho ra đời những sản phẩm tốt hơn nữa. Mình nghĩ là Galaxy Watch 5 Pro có thể đủ làm điều đó. Gần đây chúng mình đã nghe khá nhiều chiếc đồng hồ thông minh này, bao gồm một viên pin khủng gần như gấp đôi so với chiếc Watch 4. Trước hết là màu sắc và ngày ra mắt Watch 5 đã được tiết lộ. John Prosser đã đề cập trên Twitter rằng Samsung sẽ tổ chức một sự kiện ra mắt vào ngày 10 tháng 8, nơi họ sẽ ra mắt Galaxy Watch 5 và Watch 5 Pro cùng với Z Fold 4 và Z Flip 4. Giờ đây Watch 5 sẽ được cung cấp với hai kích thước 40-44mm, trong khi Watch 5 Pro sẽ có sẵn một biến thể 46mm, thậm chí còn lớn hơn. Các tùy chọn màu sắc Pro sẽ bao gồm màu đen, màu bạc cho tất cả các biến thể, ngoại trừ chiếc Watch 5 sẽ có thêm hai tùy chọn màu sắc là màu vàng hồng và sapphire. Nhưng Watch 5 Pro sẽ cấu trúc cao cấp với các vật liệu đắt tiền, bao gồm kính sapphire để bảo vệ chống chảy xước và vỏ titan thậm chí còn cứng hơn thép không gỉ. Tiếp tục, bạn sẽ thấy cả Apple Watch mới và Watch 5 đều được đồn đại sẽ có cảm biến đo nhiệt độ cơ thể. Nhưng Minh Trinh Cua, một nhà phân tích của Apple cho biết, do một số hạn chế nhất định, Apple đã quyết định không giới thiệu cảm biến này trên đồng hồ sắp ra mắt của họ. Và ông ấy cũng nói rằng Samsung có thể làm điều tương tự. Nhưng hóa ra điều đó không đúng. Giờ đây chúng mình đã có bằng chứng cho thấy Watch 5 thực sự giúp cảm biến đo nhiệt độ cơ thể. Qua hình ảnh này các bạn có thể thấy phiên bản beta của ứng dụng Samsung Hue hiện đang hiển thị nút chuyển đổi cho nhiệt độ da khi ngủ. Như cái tên cho thấy, tính năng này có thể được sử dụng để theo dõi nhiệt độ da trong chu kỳ ngủ, cảnh báo nếu bạn đang bị sốt. Cùng một loạt các cảm biến đo sức khỏe có sẵn, thì cảm biến nhiệt độ này sẽ làm cho Galaxy Watch 5 trở thành một người bạn đồng hành sức khỏe ấn tượng hơn. Nhân tiện, phiên bản beta của ứng dụng Samsung Hue cũng nhằm xác nhận việc xây dựng nhãn hiệu và loại bỏ một số dòng đồng hồ yêu thích của người dùng. Samsung sẽ gọi những chiếc đồng hồ mới là Galaxy Watch 5 và Watch 5 Pro, nhưng không có đề cập đến Watch 5 Classic ở đây, cho thấy dòng Classic sẽ kết thúc với Watch 4 Classic. Điều này cũng nghĩa là sẽ không có viền biên gel xe vật lý nữa. Tuy nhiên Pro vẫn có thể có nó. Nhưng Universal đã xác nhận rằng kể cả Watch 5 Pro cũng không có viền xoay này nữa. Điều này thật đáng tiếc vì đây là đặc điểm dễ nhận biết nhất của đồng hồ Samsung. Nó là vũ khí bí mật của Samsung trong cuộc chiến đồng hồ thông minh. Nhưng không hiểu sao Samsung lại bỏ nó. Và đó cũng là thông tin cuối cùng trong bản tin. Nhớ like và sub kênh để cập nhật nhiều thông tin thú vị nhất về công nghệ.